Xin chào các bạn, Meta đây. Meta là một tiến sĩ khoa học y sinh, mình ở đây chia sẻ với các bạn những video vô cùng tuyệt vời giúp các bạn nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là chất lượng cuộc sống của những người bệnh. Thì ngày hôm nay là Meta chia sẻ tiếp nối cái chủ đề về tiêu chảy, và video này Meta chia sẻ cho các bạn những cái bước hướng dẫn để các bạn chăm sóc người bệnh tiêu chảy. Bước đầu tiên đó là bù nước. Bước đầu tiên đó là bù nước. Làm gì làm chứ khi bị tiêu chảy thì mất nước rất là nhiều. Bạn hãy nỗ lực bù nước vào bên trong cơ thể. Nước ở đây đơn giản nhất là nước sạch, nước lọc, nước uống được. Còn nước hơn nữa thì bạn có thể dùng một nước cân bằng muối và đường, rất là phù hợp. Hoặc là nước muối khoáng, rất là phù hợp. Rất là phù hợp trong cái trường hợp này. Điều thứ hai là bạn hãy bổ sung thêm probiotic bằng cách hãy ăn thêm một ít sữa chua. Bạn nhớ là ăn một ít thôi nha, và ăn nhiều lần trong ngày chứ không phải là ăn một bát rất là to, có nghĩa là ăn một cái chén nhỏ. Ăn nhiều lần trong ngày có nghĩa là nhiều chén nhỏ như vậy thì nó sẽ được cải thiện. Hoặc là bạn sử dụng thêm những cái nước như là kháng sinh tự nhiên người ta hướng dẫn nè, như là kombucha, kefir, đặc biệt là kombucha gừng vì dịu lắm, kefir rồi, hay là những cái món như là sauerkraut. Bạn chỉ cần pha một chút nước đó vào nước uống rất vô cùng tuyệt vời. Cái nước lên men sauerkraut nó chứa rất là nhiều vi sinh vật và rất là nhiều khoáng, nhiều enzyme, nó tốt lắm, nó rất là tốt. Nếu trong trường hợp đã cố lắng hết những gì mà ta chia sẻ nãy giờ rồi nó vẫn không ok thì hãy đi ra ngoài tiệm thuốc tây và mua cái probiotic về, hoặc là men tiêu hóa. Khi mà mua men tiêu hóa thì bạn ưu tiên chọn cái men tiêu hóa dạng lỏng thì nó sẽ nhanh chóng hiệu quả, nhanh chóng cải thiện sức khỏe của các bạn hơn so với là dạng bột. Điều thứ hai lưu ý ha, probiotic bạn nhé, rất là quan trọng. Trong những nguyên nhân, những bài học trước đó người ta đã chia sẻ rồi, một trong những cái yếu tố mà tăng cái sự tiêu chảy đó là nó bị rối loạn vi sinh vật đường ruột ha. Thứ ba là ngừng sử dụng những trái cây như là táo, như là mận, hoặc là một số loại củ, ví dụ như là củ dền, thì nó sẽ làm tăng cái co bóp cái đường ruột hơn, và nó sẽ tăng cái vấn đề tiêu chảy của bạn nhiều hơn nữa nếu bạn bị tiêu chảy. Thứ tư là bạn ngừng sử dụng những thực phẩm quá nhiều dầu mỡ, hoặc có thể bạn ngừng hẳn dầu mỡ luôn. Rất là ok. Thứ năm đó là ngừng sử dụng sữa động vật, vì trong sữa động vật có chứa một thành phần lacto rất là nhiều, và bạn đang bị tiêu chảy thì người ta chia sẻ ở video trước, có nghĩa là cái enzyme lacti nó sẽ bị rất là ít hoặc là không có. Nó làm cho lacto sản xuất ra lactis và tăng cường cái sự tiêu chảy của các bạn hơn nữa, cho nên là bạn hãy loại bỏ luôn cái sữa động vật. Ở vấn đề thứ sáu, bạn hãy quan sát cơ thể, nếu xảy ra những cái triệu chứng như thế này thì nên nhanh chóng tới bệnh viện để cho bác sĩ tìm hiểu nguyên nhân gây ra tiêu chảy và đưa ra một biện pháp điều trị phù hợp. Các bạn không thể là y tự điều trị tại nhà. Thứ nhất là tiêu chảy kèm theo sốt cao. Thứ hai, tiêu chảy kèm theo buồn nôn. Thứ ba, phát ban. Thứ tư là đi phân có máu. Vậy trong trường hợp này bạn không thể nào tự tiếp tục điều trị tại nhà và theo dõi được, và hãy đi đến bệnh viện và để kiểm tra sức khỏe, nguyên nhân gây ra các vấn đề tiêu chảy này là gì bạn nhé. Meta cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và xin chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh, bình an và có một lựa chọn là sáng suốt để các bạn luôn luôn được khỏe, luôn luôn được bình an. Cảm ơn các bạn, bye bye.